Xin chào anh em nha. Cũng như thông báo là hàng sẽ về chuyến âm Thanh Bãi Bình Định. Xin giới thiệu anh em, mai nó mới về đủ nữa, mới về là số lượng mới ít thôi. Rồi thì anh em làm một con set đầu tiên nha. Tất cả hàng của chuyến là tuyển chọn nha, bao riêng cho anh em nha. Cả là ok hết, đẹp xuất sắc hết. Con set cho anh em. Em này có công suất là 560W. Này có giá 16.500.000. Mà tới dòng xanh xui mạch gương nha anh em, 607DR có giá là 6.500.000. Alpha 907 còn có công suất là 400W, giá 13 triệu nha. 607 lợi extra đẹp xuất sắc, giá 7.500.000. 707 lợi extra giá 14.500.000. Rồi em về được 3 con 7070, cái tình trạng là đẹp đen keng, giá là 17 triệu một con. Một con 8080DB giá 27 triệu, QRX 3500, con này giá 21 triệu, 7500A nha anh em, đời cao nhất đấy, có công suất lớn nhất luôn. Và 5500 là mai mốt ra gì lô sale. Một số lọc cho anh em này, Technic 8065, ba con SD80, dòng này rất hiếm, anh em xanh lùng rất là nhiều, số lượng ở đó đến trên đầu ngón tay thôi. Và hai em giấy mã anh em 9ER này cũng rất là hiếm, bữa về một con một bán rồi. Hai con R7 nha, có giá 8.500.000 một con. Hoặc ba con SE8 này giá 6.600.000 một con.